Tình huống số 37, chúng tôi đang rất hài lòng với sản phẩm của nhà cung cấp hiện tại. Wow, các bạn sẽ thấy đây là một cái tình huống mà người sale chúng ta rất không thích nghe, đúng không ạ? Vậy thì trong cái tình huống này thì chúng ta sử dụng bộ thẻ như thế nào? Thứ nhất ở đây có hai cái lời gợi ý, để chúng ta có thể khắc phục cái tình huống này. Lời gợi ý số 1: điều đó thật tuyệt, anh Hùng có vẻ là một khách hàng rất là tuyệt vời. Anh có thể chia sẻ một vài điểm mà anh tâm đắc về nhà cung cấp này với chúng tôi được không? Đó, các bạn sẽ thấy là trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta sẽ không bao giờ chê đối thủ cạnh tranh. Và đấy không phải là một cách tốt nhất để chúng ta vươn lên. Thứ hai, chúng ta còn khen khách hàng. Và đặc biệt thứ ba, chúng ta luôn luôn đặt cái câu hỏi để có thêm cơ hội để tìm hiểu sâu về sản phẩm mà họ đang sử dụng, tìm hiểu sâu hơn về lợi ích mà cái sản phẩm hiện tại đang cung cấp và có thêm thời gian để nói chuyện với khách hàng. Cách số 2, cảm ơn anh Hùng, anh có thể cho tôi biết nhà cung cấp tuyệt vời đó là ai được không ạ? Và đặc biệt là điều anh hài lòng nhất với sản phẩm này được là gì? Và đặc biệt chúng ta sẽ chốt bằng một cái câu nữa cũng rất là thú vị, đó là tôi tin chắc rằng anh cũng có muốn thêm một cái lựa chọn tốt nữa, đúng không ạ? Và nếu như vậy anh không biết anh có 60 giây để thảo luận hơn về vấn đề được không? Vậy thì nhắc lại, các bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta luôn luôn giữ một cái tâm thế là tích cực, khen ngợi không bao giờ chê đối thủ, khen ngợi khách hàng, và chúng ta đặt thêm các câu hỏi đào sâu. Và đặc biệt là gì, với một thái độ rất là chuyên nghiệp, chúng ta sẽ xác nhận xem khách hàng có muốn tìm thêm những lựa chọn mới. Và nếu như chúng ta thể hiện được tốt, thể hiện được niềm tin, thể hiện được sự kiểm soát cảm xúc một cách vô cùng chuyên nghiệp, thì rất có thể khách hàng cũng sẽ muốn cho chúng ta một cái cơ hội 60 giây. Một cái cơ hội 60 giây là một cái thời gian rất là ngắn, rất là hợp lý để chúng ta có thể nói chuyện được với họ. Và khi chúng ta có thể có cơ hội nói chuyện với họ, thì chúng ta có thể có cơ hội được trình bày về lợi ích, về giải pháp, và có thêm được cơ hội kết nối được với họ, với chúng ta. Đây là tình huống số 37, và chúng ta cũng chỉ còn một tình huống nữa, tình huống cuối cùng trong cái bộ thẻ 38 tình huống xử lý từ chối này thôi. Tình huống số 38 đó là điều này thì liên quan đến việc gì? Với mỗi một cái tình huống thì chúng ta luôn luôn có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Và trong cái bộ thẻ này, 38 tình huống mà chúng tôi đã tổng hợp, các bạn có thể chơi, có thể thực hành cùng với rất là nhiều những cái tình huống khác nhau với nhân viên. Nếu như mình có sở hữu một cái bộ thẻ này á, thì chúng ta chỉ cần trong thời gian là mỗi một ngày mình thực hành khoảng tầm nửa tiếng thôi, chơi cái game này, thì đội ngũ sale của chúng ta sẽ xử lý tình huống rất là nhuần nhuyễn. Cảm ơn bạn đã xem tình huống vừa xong. Và nếu như bạn thấy cái tình huống này rất là hữu ích thì đừng quên hãy bấm vào đăng ký và bấm vào nút quả chuông để nhận được những cái video tiếp theo trong cái hành trình 38 cái video về các kỹ thuật xử lý từ chối biến no thành yes trong kênh này của chúng ta. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.